Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Dành cho những vị phụ huynh muốn dạy con về quản lý tài chính, chúng tôi có dành tặng ebook Cùng con tự do tài chính miễn phí dưới phần mô tả. Còn sau đây, mời anh chị và các bạn, chúng ta cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. Tại Hàn Quốc, thay vì những món đồ chơi như búp bê hay robot, nhiều phụ huynh tặng con những mã cổ phiếu có thể sinh lời lâu dài. Tương tự tại Mỹ, việc mua chứng khoán cho con cũng dần trở nên phổ biến. Phần lớn theo các bậc phụ huynh, cho con tiếp xúc với thị trường chứng khoán sẽ tạo nên tư duy tài chính và các thói quen tốt như biết tiết kiệm, quản lý chi tiêu. Thực tế, tại nhiều nước phát triển như Mỹ, Hàn Quốc, Singapore hay Đài Loan đã cho thấy chứng khoán dần trở thành một kênh phân bổ tài sản quan trọng bên cạnh nhiều kênh tài sản khác như bất động sản, vàng hay là ngoại tệ. Thế nhưng, việc giáo dục về tài chính cá nhân nói chung và dạy con về đầu tư nói riêng đang là lỗ hổng trong giảng dạy kỹ năng cho giới trẻ tại Việt Nam hiện nay. Không được giáo dục từ sớm, những đứa trẻ lớn lên tiếp cận với tư duy và phương pháp sai lệch sẽ dễ phải trả giá bằng tiền bạc, thời gian, công sức, thậm chí là cả tính mạng. Có lẽ chúng ta đã đôi lần đọc những tin như suy sụp vì mất hết tiền tiết kiệm vì chơi chứng khoán hay tự tử vì thua lỗ chứng khoán. Vậy làm thế nào để các con có thể hiểu và học đầu tư chứng khoán? Dưới đây là 6 bước mà các chuyên gia chứng khoán hay áp dụng để dạy con làm quen với việc đầu tư ngay từ thuở còn thơ. Thứ nhất là hãy để con tham gia vào những buổi trò chuyện về tiền bạc. Nếu các bậc cha mẹ muốn con có hiểu biết về tài chính thì cha mẹ cần cởi mở với con trong việc chia sẻ những vấn đề về tiền bạc. Hãy để con tham gia vào các buổi trò chuyện về tiền bạc trong gia đình. Con sẽ dễ dàng hiểu được các chi phí, các khoản chi tiêu mà gia đình mình đang phải trả. Bạn không cần phải chia sẻ những con số thực tế, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn chia sẻ các khái niệm tài chính và đặc biệt là các giá trị xung quanh tiền bạc. Thứ hai là hãy nói cho con hiểu, đầu tư không phải là một kế hoạch làm giàu trong chớp mắt. Đây là điều quan trọng, trẻ em cũng cần biết bản chất và mục đích của việc đầu tư. Nó giúp mỗi người có thể đạt được sự thịnh vượng tài chính, nhưng tuyệt đối không phải là kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Đồng thời, các bậc cha mẹ nên bắt đầu dạy con cái về đầu tư bằng cách chỉ ra tầm quan trọng của việc tiết kiệm và đầu tư đều đặn, để con có thể thực hiện được các mục tiêu tài chính của mình. Khi nói đến đầu tư, cha mẹ có thể nói đến triển vọng dài hạn mà con có thể nhận được, lãi kép sẽ phát huy tác dụng thế nào với khoản tiền con đầu tư theo thời gian. Thứ ba là giúp trẻ lên kế hoạch đầu tư với mục tiêu tài chính rõ ràng. Để giúp trẻ thấy được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính, hãy yêu cầu chúng đặt ra mục tiêu cho các khoản đầu tư. Cha mẹ có thể trở thành cố vấn tài chính cho con, hướng dẫn con tham gia đầu tư và cùng con học hỏi. Dần dần, cha mẹ không chỉ giúp con mở mang kiến thức mà còn phát triển và hình thành thói quen kiên nhẫn cho các khoản đầu tư, có trách nhiệm với mục tiêu tài chính của mình, với hệ thống kiếm tiền, tiết kiệm, chi tiêu, bảo vệ và đầu tư. Thứ tư là cha mẹ nên giải thích kèm theo những ví dụ minh họa. Các con chắc chắn ban đầu sẽ không thể hiểu hết những thuật ngữ trong ngành đầu tư, vậy nên cha mẹ hãy nói một cách đơn giản, dễ hiểu nhất cho con. Ví dụ như việc phát huy sức mạnh của lãi kép, cha mẹ có thể kể cho con câu chuyện về hạt thóc và bàn cờ, hay giải thích các chỉ tiêu tài chính như P/E, ROE từ những ví dụ đơn giản, gần gũi như câu chuyện của bác bán chả đá, bà bán xôi. Điều này giúp các con thấy được việc học về tài chính là gần gũi và dễ hiểu. Thứ năm, luôn hướng con đến trọng tâm vào những thứ con hiểu rõ khi đầu tư. Câu châm ngôn, mua những gì bạn biết đã được áp dụng trong giới đầu tư trong nhiều thập kỷ. Ý tưởng là đầu tư tiền vào các công ty mà cha mẹ hiểu và là chìa khóa để dạy trẻ cách đầu tư. Hãy hỏi con bạn xem chúng tò mò về công ty nào và dành 30 phút hoặc nhiều thời gian hơn để nghiên cứu cổ phiếu của công ty đó với bạn. Nếu con bạn hiểu về công việc kinh doanh, con đã từng sử dụng sản phẩm, con sẽ hiểu rõ tại sao giá cổ phiếu có thể tăng và giảm. Thứ 6 là hãy mở tài khoản đầu tư thực sự cho con.
Khi cha mẹ và con đã sẵn sàng, cha mẹ có thể mở một tài khoản giao dịch thực tế và bắt đầu đầu tư cùng con. Mỗi tháng, bạn nên hỏi con các khoản chi tiêu như thế nào và con có thể đầu tư bao nhiêu tiền. Khi con bạn bắt đầu sớm với việc có kế hoạch tài chính và đầu tư cho bản thân, thì con bạn càng có nhiều cơ hội thành công hơn so với các bạn đồng trang lứa. Và tóm lại, theo các chuyên gia, nếu được đào tạo đúng phương pháp, trẻ em có khả năng cao trở thành những nhà đầu tư dài hạn dễ hơn là những người trưởng thành. Nhưng cha mẹ nên tham khảo các phương pháp phù hợp để trẻ không bị ngộ nhận việc kiếm tiền là dễ dàng, từ đó mất tập trung trong việc học hay nảy sinh tư duy thực dụng từ bé. Nếu cha mẹ lo lắng mình không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, có thể tham khảo khóa học AZ Talent cùng con tự do tài chính tuổi 30 của AZ Fin. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZ Fin để những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.